Theo đó, Hải quân Ukraine dùng nhiều xuồng không người lái tự sát, gọi tắt là USV, tập trung tấn công tàu chiến Nga. Mặc dù đây là một chiến thuật không có quá nhiều tính sáng tạo nhưng lại tỏ ra hiệu quả trong một cuộc chiến bất đối xứng trên biển. Từ đêm ngày 31 tháng 1 đến rạng sáng ngày 1 tháng 2 năm 2023, lực lượng đặc biệt số 13 thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã sử dụng 3 đến 4 xuồng không người lái loại nhỏ, đánh chìm thành công Ivanovets, một hộ vệ hạm tên lửa lớp Taratun thuộc hạm đội Biển Đen ở vùng biển gần hồ Donulak, phía tây bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi về vụ việc, nhưng các video hình ảnh trên mạng xã hội Nga đã chứng minh tính xác thực của vụ tấn công. Theo nhiều thông tin nước ngoài, lúc 3 giờ 42 phút ngày 1 tháng 2 năm 2023, chiếc USV đầu tiên của Hải quân Ukraine đã tấn công Ivanovets. Hai phút sau, chiếc USV thứ hai đã đánh trúng mục tiêu và cuộc tấn công thứ ba là lúc 3 giờ 47 phút. Chiếc USV thứ ba đánh chìm nó. Các thủy thủ bắt đầu sơ tán và từ bỏ nỗ lực cứu con tàu được đưa vào hoạt động năm 1989. Khoảng 50 phút sau, nó chìm xuống làn nước băng giá của hồ Donulap. Đoạn video do chiếc USV thứ tư của Ukraine quay cho thấy sau khi chìm chỉ còn vài mét mũi tàu tên lửa lộ ra trên mặt nước. Các video do Ukraine công bố rất đơn giản nhưng quá trình chiến đấu thực tế còn gay cấn hơn, đặc biệt là đối với các thủy thủ trên hộ vệ hạm Ivanovsk của Nga. Theo đoạn video do cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine công bố, chiến hạm Nga không bất động trong suốt trận hải chiến. Ngoài ra, làn khói sáng dưới hai camera chụp ảnh nhật ở đuôi tàu Ivanoves cũng cho thấy khi phát hiện USV đang lao tới, hạm trưởng đã ra lệnh tăng tốc để tránh. Lúc này, nếu từ trên không nhìn xuống, trận chiến sẽ giống một đàn sói tấn công một con cừu. Trong bóng tối, con cừu cố gắng tránh đàn sói tấn công mình từ nhiều hướng khác nhau. Nhưng lần này trên Biển Đen không phải là đàn chó sói trong tự nhiên mà tàu Nga đã đánh bại bởi bầy sói Ukraine. Đoạn video cho thấy một cái lỗ lớn mở ra ở giữa mạn trái của tàu Ivanovets và chiếc USV thứ ba dường như đang tiếp cận cái lỗ ở mạn tàu một cách thoải mái. Sau đó, chiếc USV dự phòng quay phim trận đánh từ xa và một ngọn lửa trói lóa trên mặt nước. Cột lửa bùng lên và khói bốc cao hàng chục mét khiến người ta nghi ngờ nhiên liệu hoặc tên lửa trên tàu có thể đã bị kích nổ. Dù thế nào đi nữa, tàu Ivanovets chắc chắn không thể sống sót. Và cho dù thủy thủ đoàn có thể rút lui an toàn, nhưng với Ukraine, họ đã giành chiến thắng. Những mất mát cũng được công khai trên mạng xã hội Nga. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù vụ nổ dữ dội như vậy, 32 thủy thủ đã được sơ tán thành công và chỉ có một người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện. Có thể hạm đội Biển Đen đã tiến hành các cuộc tập trận sơ tán đáng kể trong hơn một năm qua. Nếu không, mọi người khó có, có thể được giải cứu thành công sau một vụ nổ có cường độ lớn như thế xảy ra trên một con tàu tên lửa cỡ nhỏ có trọng tải dưới 500 tấn. Ivanovets là tàu hộ vệ hạng nhẹ lớp Taratun Project 1241.1 do Liên Xô phát triển từ những năm 1970 được hạ thủy vào năm 1988 và sử dụng vào năm 1989. Tàu dài 56 6 mét, có lượng giãn nước đầy tải là 549 tấn, do vậy nó được xếp vào loại tàu tên lửa hạng nhẹ. Về vũ khí, tàu được trang bị 4 tên lửa chống hạm siêu âm là 3M80 Moskit, pháo chính AK-176 cỡ nòng 76mm và hai pháo bắn nhanh 6 nòng 30mm AK-630. Tên lửa chống hạm siêu âm 3M80 Moskit có tầm bắn tối đa là 130 km và nặng 320 kg. Nếu khu trục hạm của đối phương bị trúng một đến hai tên lửa này có thể mất sức chiến đấu. Có lẽ chính đòn tấn công của ba chiếc USV đã khiến bốn tên lửa đã gây ra vụ nổ thứ cấp. Đoạn video cho thấy vị trí mà chiếc USV thứ ba đâm vào tàu nằm ngay bên dưới bệ phóng tên lửa. Nếu lực nổ từ ba chiếc USV đủ lớn, việc kích nổ tên lửa không thành vấn đề. Hạm đội này của Nga có nhiệm vụ kiểm soát Biển Đen, phong tỏa các tuyến đường biển của Ukraine, cung cấp hỏa lực yểm trợ và hỗ trợ cho các hoạt động đầu bộ nhiều nhất có thể, duy trì tuyến đường tiếp tế trên biển phía Nam, đồng thời hỗ trợ phòng không khu vực. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng hạm đội Biển Đen vốn có lợi thế áp đảo lại gặp rất nhiều khó khăn suốt hai năm qua. Không những Nga bị tổn thất nặng nề mà còn mất thế chủ động bởi phương thức tác chiến bất đối xứng, rất hiệu quả của Hải quân Ukraine. Ukraina Quốc gia đã mất gần như toàn bộ tàu chiến, không có nhiều vũ khí dưới nước và không có vũ khí chất lượng cao, nhưng tên lửa chống hạm và xuồng không người lái đã gây ra tổn thất nặng nề cho hạm đội Biển Đen. Tàu tuần dương chủ lực Moskva đã phải trả giá ngay đợt đầu tiên. Trong năm 2023, nhiều chiến hạm khác của hạm đội Biển Đen liên tục bị USV của Ukraina đánh chìm hoặc trọng thương ví dụ tàu đầu bộ Osh mới về từ Syria và tàu ngầm lớp Kilo rostov Ondon đang sửa chữa tại cảng Sevastopol đã bị tên lửa hành trình Ukraina đánh chìm. Tàu đầu bộ Chinnenzkas khi đang dỡ hàng tại cảng cũng bị đánh chìm. Vụ đánh chìm Ivanovets và mới đây nhất là tàu tuần tra Sergey Kotov mới hạ thủy của nga mặc dù chỉ là những trận hải chiến nhỏ nhưng chúng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Thứ nhất, hạm đội Biển Đen thực tế đã bị biến thành hạm đội có danh mà không có thực và nhiều khả năng không thể hoàn thành nhiệm vụ trên Biển Đen cho đến khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc. Thứ hai, Ukraine một lần nữa sử dụng USV và đạt được kết quả rực rỡ. Họ mặc dù đã giành lại thế chủ động trên biển, nhưng dường như khó có tác động quyết định đến toàn bộ tình hình chiến sự khi không thể mở được một tuyến đường biển. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất đã được hoàn thành, đó là trói chân hạm đội biển đen tại cảng. Cuối cùng, phải thừa nhận rằng với sự phát triển của vũ khí không người lái, các tàu mặt nước truyền thống cỡ vừa và lớn nhiều lần được khẳng định là dễ bị tổn thương trước những loại vũ khí như vậy. Rõ ràng, chiến tranh đã bắt đầu bước vào kỷ nguyên bất đối xứng. Đây là xu hướng có thể quyết định lịch sử. Bất kỳ quốc gia nào cũng cần lưu ý, tận dụng hoặc đề phòng trước nó. Nếu không, tương lai tình huống bị trói chân của hạm đội Biển Đen sẽ lại xảy ra. Kết quả sẽ ngày càng bi thảm hơn từ góc độ này chiến thuật bày sói của ukraine đã đặt ra bài toán hóc búa về việc tìm cách chống usv và tên lửa chống hạm cho các cường quốc hải quân trên thế giới kể cả mỹ và trung quốc Trả lời câu hỏi về những hạn chế có thể có trong việc sử dụng chiến đấu cơ F-16 của Ukraine, ông Patrick Tader, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho biết, các nước phương Tây chỉ đồng ý với việc sử dụng những máy bay chiến đấu này trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Theo quan chức này, sau khi nhận được các máy bay chiến đấu, Ukraine sẽ có khả năng không quân độc đáo nhằm tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine và trong biên giới chủ quyền của Ukraine. Như vậy, F-16 cũng như một số loại vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ bị giới hạn để không tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm tránh làm leo thang căng thẳng với Moscow. Tổng thống Romania Klaus Iohannis mới đây đã phê duyệt việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 tại một trung tâm huấn luyện ở Romania. Ông cũng đồng ý vận chuyển viện trợ quân sự quốc tế cho Ukraine qua lãnh thổ nước này. Vấn đề này sẽ sớm được xem xét tại Quốc họp của lãnh đạo cả hai viện của Quốc hội Romania việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại phiên họp toàn thể chung tiếp theo tại Quốc hội. Trước đó vào ngày 11 tháng 3, theo giờ The New York Times, có thông tin cho rằng 6 máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ được giao cho Ukraine vào mùa hè năm nay. Báo Mỹ đưa tin rằng cho đến nay, 12 phi công Ukraine dự kiến sẽ sẵn sàng lái F-16 tham chiến vào mùa hè sau 10 tháng huấn luyện ở Đan Mạch, Anh và Mỹ. Đồng thời, các tác giả bài báo nhấn mạnh rằng vào thời điểm các phi công quay trở lại Ukraine, thì Ukraine sẽ chỉ nhận được 6 chiếc F-16 trong số khoảng 45 máy bay chiến đấu mà các đồng minh châu Âu đã hứa sẽ chuyển giao cho Kiev. Ngoài ra, tờ báo Mỹ này còn khẳng định rằng các phi công Ukraine vẫn chưa đến trung tâm huấn luyện tại căn cứ không quân Fetesi của Romania, cách Bucharest, 150 km về phía đông, nơi họ sẽ được huấn luyện máy bay F-16. Ấn Phẩm viết rằng các máy bay chiến đấu F-16 đã sẵn sàng và các huấn luyện viên đang có mặt tại trung tâm huấn luyện mới ở Romania để chờ phi công Ukraine đến. Phát biểu trong cuộc họp quốc hội vào ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, Đức sẽ không để Nga thay đổi đường biên giới của Ukraine hay áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Kiev. Thủ tướng Scholz nêu rõ, chúng tôi sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bất lợi cho Ukraine. Ông Olaf nói, luật pháp mạnh hơn bạo lực và nhấn mạnh thêm rằng Tổng thống Nga Putin đã tìm cách vi phạm nguyên tắc đó khi phát động chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông cũng nhấn mạnh Nga hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng Berlin cuối cùng sẽ ngừng ủng hộ Ukraine. Ông chôn nhắc lại những chỉ trích của mình về việc ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống vào cuối tuần trước và cho rằng điều đó chứng tỏ là Nga không mạnh. Thủ tướng Đức đưa ra tuyên bố ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tại Brussels. Các chủ đề chính của hội nghị bao gồm thảo luận về những nỗ lực tăng cường viện trợ cho Ukraine, cũng như cách đối phó của EU với cuộc chiến Israel-Hamas. Nga đã giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường trong những tuần gần đây. Vào ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng sự sống còn của Ukraine sẽ gặp nguy hiểm nếu phương Tây không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Trước cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng các quốc gia phương Tây sẽ không làm Ukraine thất vọng. Mặc dù vậy, tại cuộc họp, ông Austin không nêu cụ thể liệu Washington sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào nếu không được Quốc hội phê duyệt khoản viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Ông Austin nói tại cuộc họp của hơn 50 lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới diễn ra ở căn cứ không quân Ramstein của Đức các đồng minh và đối tác của chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, Mỹ cũng phải như thế. Ngày nay, sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi quyết tâm duy trì nguồn hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ dành cho Ukraine, đó là vấn đề sống còn của Ukraine, là danh dự và an ninh của Mỹ. Chúng tôi hy vọng rằng gói viện trợ bổ sung này sẽ sớm được thông qua. Tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ thấy một bước phát triển, nhưng đây là điều không thể đoán trước được. Ông Austin nói tại cuộc họp của hơn 50 lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới diễn ra ở căn cứ không quân Ramstein của Đức. Các đồng minh và đối tác của chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Mỹ cũng phải như thế. Ngày nay sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ cũng đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục duy trì nguồn hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ dành cho Ukraine. Đó là vấn đề sống còn của Ukraine, là danh dự và an ninh của Mỹ. Chúng tôi hy vọng rằng gói viện trợ bổ sung này sẽ sớm được thông qua. Tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ thấy một bước tiến triển, nhưng đây là điều không thể đoán trước được. Trong cuộc họp vào ngày 19 tháng 3, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không. Cho biết Nga đã phóng 130 quả tên lửa, sử dụng hơn 320 máy bay không người lái tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường trong tháng này. Trước đó ông Zelensky cũng cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới có thể vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 19 tháng 3, không có gì ngạc nhiên khi Ukraine yêu cầu viện trợ quân sự nhiều hơn và nhanh hơn từ các đối tác. Chúng tôi đã tăng sản lượng quốc phòng của mình gấp 3 lần so với năm ngoái và sẽ tăng gấp 6 lần trong năm nay. Quy mô cuộc xung đột là rất lớn, đó là lý do tại sao chúng ta vẫn cần nguồn cung cấp quân sự từ các đồng minh. Sau cuộc họp tại căn cứ không quân Ramsen, Ukraine nhận được gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu euro từ Đức và nhiều cam kết viện trợ hơn từ Ba Lan và các thành viên khác của Liên minh. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, đối với cuộc họp Ramsen này, chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro cho Ukraine. Con số đó bao gồm 10.000 viên đạn từ kho vũ khí của chúng tôi. Việc giao hàng sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn và có thể là ngay lập tức. Ngoài ra, chúng tôi đang trả chi phí cho 180.000 viên đạn từ sáng kiến của Cộng hòa Séc. Việc giao hàng đó sẽ diễn ra từng bước bắt đầu vào mùa hè này. Trong cuộc họp báo chung ở Berlin tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Trong bối cảnh lực lượng Ukraine thiếu đạn dược phải đối mặt với những trận chiến khó khăn nhất kể từ những ngày mới nổ ra xung đột, các đồng minh châu Âu đã tăng cường đáng kể sản xuất quân sự và mua đạn dược từ các nước thứ ba để hỗ trợ Ukraine, giúp lấp đầy khoảng trống do Washington chưa thể cung cấp viện trợ cho Kyiv ngay lập tức. Hội đồng Liên minh châu Âu EU cũng đã phê duyệt kế hoạch bổ sung 5 tỷ euro, tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine. Các quan chức Mỹ không loại trừ khả năng họ có thể tìm thêm những nguồn viện trợ khác, nhưng nói rằng điều này vẫn chưa đủ và thúc giục Quốc hội Mỹ hành động. Ngoại trưởng Tuleban nói đây là sự tin tưởng vào khả năng của Mỹ trong việc hỗ trợ các quốc gia tuân theo các quy tắc. Kênh Military Samari đưa tin các cuộc đụng độ ác liệt tiếp tục diễn ra dọc toàn bộ trên tuyến. Đặc biệt tại phía tây thành phố Marinka, lực lượng Nga đang phá vỡ phòng tuyến Kurahov khiến nhóm quân Ukraine ở Herohipka đứng bên bờ vực sụp đổ và có thể buộc phải tháo chạy. Theo kênh Suriyamas, quân đội Nga tiếp tục tiến vào Herohipka đẩy quân Ukraine ra khỏi đập Heohipsky. Các trận chiến diễn ra chậm rãi, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề kể từ khi áp Đíp thất thủ và xu hướng đó vẫn tiếp tục. Trong bối cảnh lực lượng Kiev thất thế, nhiều nước NATO, trong đó Pháp, đang úp mở về việc tiên phong gửi quân tới Ukraine tham chiến. Nếu động thái này diễn ra, xung đột sẽ tiến đến bước ngoặt nguy hiểm. Kênh thì bà cho biết, trên hướng Slobozansky, cường độ giao tranh đã giảm đi đáng kể sau một tuần nỗ lực đột kích xuyên biên giới tuy nhiên bị tổn thất đáng kể về nhân lực và trang bị các nhóm vũ trang thần ukraine rút một phần đơn vị ra khỏi biên giới nga trong khi tiếp tục pháo kích vào vùng bengodos theo kênh suri yamas quân đội nga đã đánh bật hoàn toàn lực lượng dân quân nga được ukraine hậu thuẫn khỏi lãnh thổ của mình tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói rằng cuộc chiến sẽ dừng lại trên thực tế phía ukraine được cho là đang đưa quân tiếp viện đến biên giới trong nỗ lực tiếp theo nhằm tiến vào lãnh thổ nga trong khi đó pháo binh của Nga không ngừng tấn công các vị trí của đối phương. Kênh t cho biết, tại phía tây Abdiqa, lực lượng Ukraine đã tháo chạy hoàn toàn khỏi Olypka và Tonenke, rút lui về hướng Semonovka. Quân đội Nga đang truy quét tàn binh đối phương ở hai ngôi làng này và củng cố phòng ngự. Các kênh Suriyamas và SCS cũng xác nhận, ở Abdiqa, lực lượng Ukraine trên thực tế đã rút khỏi Tonenke và Olypka về hướng sông Dunavut quân Nga đang nỗ lực truy kích, lực lượng của họ đã tiến tới tả ngạn sông Duna, mở ra khả năng tiến công Semenovka và Umansky, những chốt chặn cuối cùng trên tuyến phòng ngự lâm thời của đối phương. Bên cạnh đó, cuộc chiến giành Berdychai và Pevomansky vẫn tiếp tục. Lực lượng Nga đang củng cố tại các vị trí đã chiếm giữ, đề phòng Ukraine phản công. Kênh Tiba đưa tin, tại Tây Bắc Mớt, quân đội Nga đang tấn công mãnh liệt ở ngoại ô phía nam Krasnoe. Nếu để mất cứ điểm này, lực lượng Ukraine ở Chasovya sẽ lâm nguy thực sự, vì vậy họ đang nỗ lực bằng mọi giá giữ vững trận địa. Kênh Suri cho biết, ở mặt trận Bắc Mớt, sau nhiều ngày tạm dừng hoạt động, quân đội Nga đã tiếp tục các cuộc tấn công vào khu vực Ivanovsky, chốt chặn cuối cùng do Ukraine nắm giữ trên đường tiến tới thành phố Chasovya trên cao. Kênh Diba tin, ở hướng Zaporizhia, các đội hình của Ukraine đang tập trung củng cố tuyến phòng thủ thứ hai ở khu vực Odekov, ở Dobotin, nỗ lực tiến về phía tây ngôi làng của quân Nga vẫn chưa thành công và Ukraine đang thay quân. Trong khi đó, kênh Didovka cho biết, tại khu vực Odekov, lực lượng Kiev đang cố gắng với sự hỗ trợ của quân dự bị để đánh bật binh sĩ Nga ra khỏi Robotin nhưng không thành công. Ở phía tây bắc Vebovoy cũng đang diễn ra những trận chiến ác liệt. Theo kênh Suri Yamas, tại phía bắc Donetsk, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây Tenny ở tây bắc thành phố Liman, mũi xung kích tiến xa nhất của họ chỉ còn cách những ngôi nhà đầu tiên chừng 600 mét. Nếu chiếm được ngôi làng này, lực lượng Moscow có thể tận dụng địa hình thuận lợi là chuỗi hồ nước rộng lớn ở phía tây để xây dựng tuyến phòng thủ, chờ cơ hội để tiếp tục phát triển xa hơn. Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào ngày 20 tháng 3 cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga đã tấn công đồng loạt theo 6 hướng. Hầu hết các cuộc tấn công của đối phương đều bị đẩy lùi ở Abdiivka, và Novo Pavlovsky ở Marinka, tổng cộng có 67 cuộc đụng độ quân sự đã được ghi nhận. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã bẻ gãy các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novo Pavlovsk, Marinka, Odekov và Kherson. Trong ngày, máy bay Ukraine đã tấn công vào 10 khu vực tập trung nhân lực vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng kho đạn của Nga, báo cáo viết. Kajib Independent đưa tin, Natalia Humenyuk, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, hôm 20 tháng 3, trên tuyến gần làng Robotin ở Zaporizhia đang liên tục thay đổi nhưng tình hình không nghiêm trọng bất chấp các cuộc tấn công của Nga trong khu vực. Làng Tobotin nằm cách Odekhov khoảng 15 km về phía nam và cách Zaporizhia 70 km về phía đông nam đã được Ukraine giành lại trong cuộc phản công vào mùa hè năm 2023, nằm cạnh con đường chính hướng tới Tomak do Nga kiểm soát và xa hơn là tới Melitopol, một trong những trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Bà Humeniuk nói, chúng ta cần nhớ rằng trên các địa hình mở như khu vực này, chiến tuyến luôn thay đổi, vị trí có thể thay đổi ngay cả trong vòng một ngày, vài mét, vài chục mét. Nhưng điều này không quan trọng, nó là một diễn biến bình thường của các sự kiện chiến đấu. Bà nói, đối phương đang tiếp tục tấn công và gây áp lực lên quân đội Ukraine trong khu vực, có lợi thế về số lượng và sử dụng các cuộc tấn công bằng sóng người. Theo bà Humeniuk, lực lượng Nga tích cực sử dụng hỏa lực như pháo binh và UAV gần Robotin. Bà nói thêm, có 6 nỗ lực tấn công của Nga ở khu vực này trong ngày qua, tất cả đều bị Ukraine đẩy lùi. Quân đội Nga cũng đang gặp khó khăn trong việc tập hợp các nhóm để tấn công các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở bờ đông sông Dnieper thuộc vùng Kherson. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Thủ tướng Ukraine Denis Simhan cho biết, chưa cần huy động 500.000 người vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, đánh giá cho thấy quy mô động viên số quân lớn như thế này là không cần thiết do các đợt luân chuyển đang diễn ra ở tiền tuyến và sự xuất hiện của vũ khí mới. Thủ tướng Ukraine cảm ơn các đồng minh EU, IMF và G7 đã cung cấp nguồn tài trợ rất cần thiết trong năm nay, cho phép ngân sách đủ dùng trong nửa đầu năm nay. Ông Simkan cho biết Ukraine đang trông cậy vào gói hỗ trợ của Mỹ trong nửa cuối năm nay. Ông khẳng định chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu nếu nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác về đạn pháo tên lửa tầm xa và tầm trung. Theo La Vanguardia, chính phủ Tây Ban Nha chuẩn bị chuyển giao 19 xe tăng Leopard 2A4 cho Ukraine. Lô xe này được sản xuất tại nhà máy Santa Barbara Sistemas ở Alcala de Guadaira. Việc giao hàng sẽ được thực hiện thành hai đợt, 10 chiếc vào cuối tháng 6 và 9 chiếc nữa vào tháng 9. Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez, cùng với bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles đã gặp cỡ đại diện của các công ty chính trong lĩnh vực quốc phòng nước này để thông báo quyết định trên. Trong cuộc gặp, ông Sanchez nhắc lại sự lên án mạnh mẽ của chính phủ đối với hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine. Gạt khả năng hỗ trợ về không quân và hải quân sang một bên, Tây Ban Nha tập trung vào việc cung cấp những chiếc xe tăng Leopard được cất giữ trong hơn một thập kỷ tại nhóm hỗ trợ hậu cần số 41 ở sát Zaragoza. Chính từ kho này, 10 chiếc xe tương tự đã được lấy đi để chuyển tới Ukraine vào năm ngoái. Bộ trưởng Robert xác nhận những xe tăng Leopard 2A4 ở sát đang ở trong tình trạng tồi tệ. Tuy nhiên, nhà máy Santa Barbara Sinmas đã cố gắng sửa sang để đưa chúng đến Ukraine. Hoạt động này dự kiến sẽ được lặp lại nhưng với số lượng nhiều gấp đôi và tình trạng ban đầu của các xe còn tệ hơn so với những chiếc đã được gửi đi. Thủ tướng Sanchez ra lệnh cho họ chuẩn bị chuyển giao vào cuối tháng 6. Người đứng đầu chính phủ dự định rằng khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Washington vào ngày 9 tháng 7, những xe tăng này sẽ có mặt ở Ukraine. Bà Roberts đã kêu gọi người dân nước này, châu Âu phải nhận ra rằng mối nguy hiểm đang ở rất gần. Đây không phải là một giả thuyết thuần túy mà là có thật. Các nước giáp biên giới với Nga nhận thức rất rõ điều này. Có lẽ những người sống ở miền Nam chúng tôi không có nhận thức như vậy. Bà nói thêm, chúng ta phải nhận thức đầy đủ rằng các giá trị dân chủ và hòa bình của chúng ta ở châu Âu đang bị đe dọa. cái Jeep Independent đưa tin, Thủ tướng Litva Ingrida Simonis vào ngày 20 tháng 3 cho biết nước này đã cam kết chi 35 triệu euro tương đương khoảng 38 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến của Zek mua đạn pháo cho Ukraine. Tổng thống Séc Pet Baven hồi tháng 2 cho biết, Praha đã xác định được nguồn cung 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm bên ngoài châu Âu và gửi đến Ukraine sau khi số tiền cần thiết được phân bổ cho sáng kiến này. Đạn pháo rất quan trọng đối với Ukraine khi nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự của Mỹ do tranh chấp trong quốc hội đã tác động trực tiếp đến chiến trường, góp phần làm mất thành phố tiền tuyến quan trọng Abdiqa. Bà Simonis nói Lithuania sẽ đóng góp vào tất cả các nỗ lực quốc tế nhằm đưa Ukraine đến gần hơn với chiến thắng của họ và của chúng tôi. Vilnius đã công bố ý định tham gia các nỗ lực của Praha vào ngày 4 tháng 3, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết quy mô chính xác của cam kết. Thủ tướng Séc Pet Fiala cho biết hôm 12 tháng 3 rằng sáng kiến này đã đảm bảo mua được 300.000 quả đạn pháo và nhận được các cam kết mở với thêm 200.000 quả nữa. Theo cố vấn an ninh của ông Fiala, Thomas Poza, các lô đạn có thể bắt đầu chuyển sang Ukraine vào tháng 6. Guardian đưa tin, Ủy ban châu Âu EU đã giải ngân khoản hỗ trợ trị giá 4,5 tỷ euro, tương đương 4,92 tỷ đô la Mỹ đầu tiên theo cơ chế Ukraine mới của EU. Trong một tuyên bố được Ủy ban công bố hôm thứ Tư, Chủ tịch Ursula von der Leyen cho biết hôm nay là một ngày tốt lành đối với Ukraine khi nhiều nguồn vốn của EU đang chảy vào để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết. Ủy ban vừa thanh toán cho Ukraine đợt đầu tiên trị giá 4,5 tỷ euro dưới hình thức tài trợ Bắc Cầu rất quan trọng để giúp Ukraine duy trì hoạt động của nhà nước trong thời điểm khó khăn này. Thủ tướng Ukraine Denis Simhan thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng các cuộc thảo luận hiệu quả ở Brussels, ông rất vui được chia sẻ tin tốt. Ông cho biết, hôm nay chúng tôi đã nhận được đợt đầu tiên trị giá 4,5 tỷ euro thông qua cơ chế tài trợ đặc biệt. Thủ tướng Simhan cũng cho biết, ông biết ơn bà von der Leyen vì sự hỗ trợ vô giá. Ông nói thêm, điều này củng cố sự ổn định kinh tế và tài chính của chúng tôi. Theo TASS, ông Medvedev giải thích, việc loại bỏ quân nhân Pháp một khi họ xuất hiện ở Ukraine sẽ là một nhiệm vụ quan trọng nhưng không khó đối với lực lượng vũ trang Nga. Nhưng đối với Paris, việc quân đoàn can thiệp của họ bị đánh bại nhục nhã sẽ tương đương với việc bị đưa lên đoạn đầu đầy. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga viết trên kênh Telegram của mình, thực ra để mục tiêu của chúng ta thành công sẽ tốt hơn nếu người Pháp không ngừng nghỉ điều động một vài trung đoàn đến Ukraine sẽ rất khó để che giấu một số lượng quân nhân như vậy. Vì vậy, việc loại bỏ họ sẽ không phải là nhiệm vụ khó khăn với Nga, nhưng chắc chắn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Hãy nghĩ đến hiệu ứng dây chuyền có lợi. Ông Medvedev lưu ý, khi vô số binh lính chuyên nghiệp thiệt mạng, Pháp sẽ không thể che giấu được sự thất bại nhục nhã của họ. Ông Medvedev cảnh báo sẽ không còn cơ hội cho những lời bào chữa và biện minh rằng lính đánh thuê tự chọn số phận của họ và họ đang liều mạng theo ý mình đối với giới lãnh đạo Pháp, điều đó tương đương với việc bị đưa lên đoạn đầu đầy. Họ sẽ phải hứng chịu cơn phẫn nộ của thân nhân, những người lính thiệt mạng và các thành viên phe đối lập, những người không muốn có chiến tranh với Nga. Ngoài ra, đó sẽ là một bài học tốt cho những kẻ ngốc khác ở châu Âu. Những tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh vào ngày 19 tháng 3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, gọi tắt là SVA, Sergei Naryshkin, cáo buộc Pháp chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine. Ban đầu có khoảng 2.000 binh sĩ, Đồng thời, ông lưu ý rằng thực tế quân nhân Pháp đã có mặt không chính thức ở Ukraine từ khá lâu. Một số đã thiệt mạng hoặc bị thương. Phía Pháp đã bác bỏ cáo buộc này. Để đối phó với các mối đe dọa từ Nga, Tổng thống Ba Lan nhắc lại đề xuất gần đây của ông về việc tăng ngưỡng bắt buộc đối với chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO từ 2 lên 3% GDP. Ông Duda tuyên bố, các báo cáo mới đang được đưa ra và gần đây tôi đã thấy một báo cáo của các chuyên gia Đức nói rằng sẽ sớm thôi, có lẽ sớm nhất là vào năm 2026 hoặc 2027. Ông Putin, bằng cách đưa nền kinh tế của Nga vào tình trạng chiến tranh, sẽ có sức mạnh quân sự đến mức có thể tấn công NATO. Theo đó, nhà lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh NATO phải cần trương tăng chi tiêu quốc phòng để đảm bảo là họ không trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của Nga. Ông Duda nhấn mạnh, chuông báo động đang vang lên, chúng tôi có hai hoặc 3 năm để tăng cường nỗ lực dự trữ đạn dược và sản xuất vũ khí nhằm tối đa hóa an ninh châu Âu, sẵn sàng và đảm bảo cuộc tấn công của Nga sẽ không xảy ra. Ông cũng kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cảnh báo nếu Nga không dừng lại ở Ukraine, cái giá phải trả sau này sẽ tăng mạnh. Ông Duda nói sự hung hăng của Nga phải đứng ngăn chặn bằng mọi giá. Nếu không ngăn chặn nó, nó sẽ tràn ra và khi đó tôi sợ Mỹ sẽ không còn đủ tiền để ngăn chặn Nga lính Mỹ sẽ phải vào cuộc và không ai muốn điều đó cả. Đồng thời, ông cho rằng mỗi đô la Mỹ quyên góp để hỗ trợ Ukraine, mọi chiếc Bradley, mọi vũ khí được chuyển giao cho Ukraine, mọi hộp đạn pháo được chuyển đến Ukraine đều sẽ giúp ngăn cản chiến thắng của Nga. Trước đó, cơ quan tình báo Đức được cho là đã đưa ra một bản phân tích để chính phủ Đức xem xét mối đe dọa quân sự do Nga gây ra, trong đó dự đoán rằng nước này có thể tấn công lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO bắt đầu từ năm 2026. Sau đó báo cáo tình báo được cho là của Đan Mạch cũng cảnh báo Moscow có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhắm vào NATO trong vòng 3 đến 5 năm tới, CNBC cho biết họ không thể xác minh nội dung của hai báo cáo trên. Phát biểu trên truyền hình quốc gia vào ngày 20 tháng 3, thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Oleksiy Danilov nói rằng vùng đệm sẽ được lập ra nhưng không phải do Nga mà do quân đội Ukraine và các quốc gia đồng minh của chúng ta. Ông cho biết thêm, vùng đệm này sẽ ở đâu đó trên lãnh thổ của các thành phố như Moscow hoặc xa hơn một chút. Chúng ta chắc chắn sẽ lập vùng đệm này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này cho biết Moscow có thể sẽ phải lập vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công qua biên giới. Chủ nhân điện Kremlin cho hay, ở một thời điểm nào đó mà chúng tôi cho là phù hợp, chúng tôi sẽ tạo ra một vùng đệm an ninh nhất định trên vùng lãnh thổ mà hiện giờ vẫn do chính quyền Kiev kiểm soát. Ông Putin không nêu chi tiết nhưng cho biết vùng đệm an ninh đó phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tiếp cận lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW của Mỹ hồi tháng 1 nhận định, thời gian qua, Moscow tăng cường tập kích vào Kharkov, đông bắc Ukraine trong một nỗ lực nhằm tạo vùng đệm an ninh cho thành phố biên giới Benkodot. Một nguồn tin của Pravda nói, Nga đang kêu gọi quân đội tìm cách tạo ra một vùng đệm sâu tới 15 km ở tỉnh Kharkov, Ukraine. Đẩy hòa lực của Ukraine càng xa thành phố biên giới Benkodot của Nga càng tốt. Benkodot cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 25 km. Các vùng biên giới của Nga, đặc biệt là Benkodot và Kursk, liên tục bị tấn công kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Đặc biệt gần đây, trước và trong thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống Nga, tần suất các vụ tấn công kiểu này tăng lên đáng kể. Đến nay, Ukraine khẳng định không dùng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, song Moscow vẫn cho rằng các vũ khí tầm xa phương Tây có tham gia vào những vụ tập kích đó. Vũ khí có tầm bắn xa nhất mà phương Tây chuyển cho Ukraine hiện nay là tên lửa Som Shadow với tầm bắn lên tới 300 km. Trong khi đó, Kiev cảnh báo ý tưởng lập vùng đệm là dấu hiệu cho thấy Nga có ý định leo thang chiến sự. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak nhận định, tuyên bố đó cho thấy chiến sự sẽ chỉ leo thang Điều này là bằng chứng cho thấy Nga chưa sẵn sàng theo đuổi các mối quan hệ chính trị và xã hội thời hiện đại, trong đó quan tâm tới quyền chủ quyền tuyệt đối của quốc gia khác. Theo ISV, để lập một vùng đệm an ninh sâu 15 km và rộng hàng trăm km, Nga sẽ phải mở một chiến dịch quy mô lớn, đòi hỏi lực lượng lớn hơn, được trang bị tốt hơn so với lực lượng triển khai ở biên giới với Ukraine hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích quân sự tin rằng Nga khó tiến hành một chiến dịch kiểm soát phần lớn lãnh thổ Kharkov trong tương lai gần. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thường nhóm lực lượng trung tâm của họ đã chiếm được Olipka cách Abdipka 6 dặm về phía Tây Bắc, thị trấn đang bị tranh chấp ác liệt mà Ukraine đã rút lui từ tháng trước. Điều này chưa được ISV xác nhận độc lập, nhưng các blogger quân sự ủng hộ Điện Kremlin đã khuếch đại tuyên bố của Moscow. Trong số đó có kênh Tiba Telegram. Kênh này cho biết quân đội Nga đã bắt đầu dọn dẹp Olipka nhưng đang gặp phải các cuộc phản công của Ukraine. Với việc chiếm được Olipka, các lực lượng Nga có thể không chỉ tấn công mà còn có thể tiến về phía nam Seminipka. Kênh thì bà cho biết, cũng theo đó ngôi làng này cùng với Berdychai gần đó, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt, cũng có thể sớm bị chiếm. Tuy nhiên, kênh thì bà cho rằng bất kỳ bước tiến xa hơn nào của Nga về phía Tây là không hợp lý vì lực lượng Ukraine đang xây dựng tuyến phòng thủ ở đó bằng cách sử dụng các chướng ngại vật như sông. ISVK cũng đưa ra bản đồ mới nhất, minh họa những thành tựu của lực lượng Moscow gồm cả các vụ chiếm giữ mới nhất và cho biết lực lượng Nga đang có động lực trong khu vực. Hình ảnh cũng cho thấy những tiến bộ khác của Nga trong những ngày gần đây, bao gồm việc chiếm giữ Nevensk ở xa hơn về phía nam hôm 16 tháng 3 và tiến vào Tonenke vào ngày 15 tháng 3 và gần đập Pervomaisk vào ngày 19 tháng 3. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để bình luận. Tin tức này được đưa ra khi Thống đốc Ben Gros Vyacheslav Gladkov cho rằng khu vực biên giới đã bị tấn công ngay sau giữa trưa ngày 20 tháng 3, khiến ít nhất một người chết. Vài ngày trước đó, lực lượng dân quân chống Điện Kremlin chống Nga được cho là đã đột nhập vào khu vực và đụng độ với lực lượng chính phủ Nga. Cũng trong ngày 20 tháng 3, Nga đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Kharkov ở phía đông bắc, khiến ít nhất một người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương, thị trường thành phố Iho Terekov đưa tin. Theo thông tin sơ bộ, Nga thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa hành trình KH-59. Trong khi đó, với việc Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí nghiêm trọng trong bối cảnh quốc hội Mỹ đang trì hoãn coi khác, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Joe Manchin đã cảnh báo rằng việc không hỗ trợ thêm cho Kyiv có thể gây ra tội ác tan bạo tồi tệ nhất trong lịch sử. Chúng ta không thể để Ukraine trải qua điều này, Manchin nói trên sân khấu trong hội nghị thượng đỉnh Washington thường niên của Azeus. Nếu nó diễn ra vào mùa xuân và chúng ta không giúp đỡ Ukraine, Chúa sẽ giúp chúng ta. Theo tờ World Street Journal, Ukraine sắp nhận được số lượng lớn đạn dược mà nước này cần nhất, không phải do Mỹ hay bất kỳ trụ cột nào khác của NATO cung cấp. Số đạn dược này do Séc mua. Séc là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất. Nước này đã tận dụng các mối quan hệ có từ thời chiến tranh lạnh, tiếp nhận khoảng 800.000 quả đạn pháo từ một liên minh các nhà cung cấp đa dạng trên toàn cầu. Số này bao gồm 300.000 quả đạn theo tiêu chuẩn Liên Xô, khoảng 500.000 quả đạn do phương Tây sản xuất sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho Ukraine vào cuối năm nay. Chính phủ Séc thông báo sẽ có thêm đạn pháo khi có nguồn tài trợ. Tổng cộng, các quan chức Séc cho biết khoảng 3 tỷ euro sẽ mua được khoảng 1,5 triệu quả đạn pháo. Số đạn dược này có thể bắt đầu đến Ukraine sau vài tuần nữa. Trong bối cảnh thiếu đạn dược, nên quân đội Ukraine phải rút lui ở những khu vực bị Nga tấn công dữ dội. Theo ước tính của tình báo phương Tây, lực lượng Ukraine còn ít pháo tới mức. Giờ đây, họ chỉ bắn khoảng 2 quả đạn pháo để đáp trả 10 quả đạn từ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận các lực lượng Ukraine không thiếu quyết tâm nhưng họ đang cạn kiệt đạn pháo. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng Ukraine cần tới 200.000 quả đạn pháo cỡ nòng khác nhau mỗi tháng để đẩy lùi cuộc tấn công mới từ Nga. Nguồn cung cấp do Cộng hòa Séc quyên góp có thể giúp lực lượng phòng thủ Ukraine kìm hãm bước tiến của quân đội Nga trong khi phương Tây từ từ tăng cường sản xuất đạn dược. Nikolaj cựu tránh văn phòng Bộ Quốc phòng Đức cho biết, sáng kiến của Cộng hòa Séc sẽ giúp Ukraine ổn định mặt trận và giành lại thế chủ động. Không giống như Mỹ, Pháp hay Đức, vốn chủ yếu tập trung vào việc tăng cường sản xuất trong nước để cung cấp cho Ukraine, các quan chức xét tập trung vào tìm nguồn cung ứng trang thiết bị hiện có. Các quan chức xét bắt đầu âm thầm liên hệ khắp thế giới, giành được các hợp đồng mua bán và đàm phán xuất khẩu từ nhiều quốc gia sản xuất. Các quan chức NATO và EU đã công khai ủng hộ sáng kiến của Séc trong những ngày gần đây. Các quan chức xét cho biết, cho đến nay, Đức đã cam kết hơn 500 triệu euro cho sáng kiến của Praha. Thomas Kopenny, là đặc phái viên của Séc tại Ukraine, người đã giúp đàm phán thỏa thuận cho biết cách tiếp cận của Paraha là đóng vai trò trung gian. Nước này đã tiếp cận các quốc gia mà họ biết có năng lực sản xuất hoặc loại đạn tương thích trong kho dự trữ và kết nối họ với một quốc gia phương Tây sẽ đặt hàng và thanh toán mua hàng. Cho đến nay, Cộng hòa Séc đã đảm bảo được nguồn tài trợ cho đợt đầu tiên với khoảng 300.000 quả đạn pháo. Trong số các nhà tài trợ có Đức, Canada, Hà Lan, Đan Mạch, Mỹ không phải là thành viên hỗ trợ trong giai đoạn này. Ngày 20 tháng 3, Ủy ban châu Âu đề xuất mỗi năm chuyển cho Ukraine khoản lợi nhuận từ 2,5 tới 3 tỷ euro, tương đương 2,7 tới 3,3 tỷ đô la Mỹ có được từ các tài sản đang bị đóng băng ở châu Âu của Ngân hàng Trung ương Nga. Theo hãng tin Reuters, các tài sản này của Nga bị đóng băng khi xảy ra xung đột ở Ukraine vào năm 2022. Như vậy, 90% sẽ được chuyển cho Quỹ Hòa bình châu Âu, gọi tắt là EPF, để mua vũ khí cho Ukraine. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho mục đích phục hồi và tái thiết. Số tiền chính xác mà Kiev có được mỗi năm sẽ phụ thuộc vào lãi suất toàn cầu vì các khoản lợi nhuận là tiền lãi của 210 tỷ euro, tương đương 227 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được nắm giữ dưới nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau ở 27 quốc gia Liên minh châu Âu-EU. Những khoản lợi nhuận này Ukraine cũng sẽ nhận được khoản thuế 25% hàng năm mà chính phủ Bỉ đánh vào các khoản lợi nhuận từ tài sản Nga. Số tiền này dự kiến lên tới 1,7 tỷ euro, tương đương 1,84 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Trong đó, 1,5 tỷ euro, tương đương 1,62 tỷ đô la Mỹ sẽ được trả trong năm nay Do đó, tổng đóng góp tài chính cho Ukraine từ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở EU sẽ đạt tổng cộng là 4-4,5 tỷ euro, tương đương 4,3-4,8 tỷ euro trong năm nay. Sau khi đề xuất của Ủy ban được các chính phủ EU chấp thuận, lợi nhuận sẽ được chuyển cho Ukraine hai lần một năm với đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 7. Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu Vandis Dombrovskis nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại to lớn mà nước này đã gây ra. Phản ứng trước đề xuất của Ủy ban châu Âu, phía Nga nói đề xuất lấy 90% lợi nhuận của các tài sản Nga để mua vũ khí cho Ukraine là cướp bóc và trộm cắp. Điện Kremlin cho biết những kế hoạch như vậy nếu được thực hiện sẽ hủy hoại danh tiếng của châu Âu với tư cách là người bảo vệ đáng tin cậy cho quyền bất khả xâm phạm của tài sản. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định thiệt hại gây ra sẽ là điều không thể tránh khỏi. Những cá nhân tham gia vào các quyết định này, các quốc gia quyết định việc này, tất nhiên họ sẽ trở thành đối tượng bị kiện tụng trong nhiều thập kỷ. Khi được hỏi về kế hoạch của EU, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, đó đơn giản là hành vi cướp bóc và trộm cắp. Bà Zakharova nói, Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây tiến tới tịch thu tài sản của Nga. Hãng thông tấn Nga AIA vào ngày 20 tháng 3 dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ không khó để Nga tiêu diệt quân đội Pháp nếu Paris đưa quân đến Ukraine. Phát biểu trên kênh Telegram hôm 20 tháng 3, ông Medvedev viết sẽ rất hay nếu Pháp gửi một vài trung đoàn đến Ukraine. Việc che giấu một số lượng quân nhân như vậy là rất khó khăn. Ông Medvedev giải thích về lý do vì sao ông tuyên bố Moscow có thể tiêu diệt quân đội Pháp. Cựu thủ tướng và tổng thống nga cảnh báo thêm nếu Paris gửi quân đến Ukraine, thì chẳng khác nào họ tự đưa giới lãnh đạo Pháp vào máy chém. Ông Medvedev còn khẳng định một khi Pháp điều quân đến Ukraine, thì việc tiêu diệt họ sẽ là nhiệm vụ ưu tiên và quan trọng nhất của lực lượng vũ trang nga. Trước đó ít lâu, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại nga gọi tắt là SVA Sergey Nareskin cho biết Pháp đang chuẩn bị cử một đội quân đến Ukraine. Ở giai đoạn đầu, sẽ có khoảng 2.000 nhân viên quân sự được Paris điều động đến Ukraine. Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề cập đến khả năng điều binh sĩ phương Tây đến Ukraine. Tuy nhiên, sau đó, nhiều nước châu Âu trong đó có Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan cho biết họ không có kế hoạch gửi binh sĩ đến Ukraine, như lời ông Macron nói. Trái lại, báo Politico nhận định ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania tức là những quốc gia gần Nga nhất sẽ cởi mở hơn nhiều với ý tưởng điều binh của Paris. Hình ảnh trên hiện trường trong tháng qua cho thấy hình ảnh những chiếc xe tăng Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức và Challenger của Anh xuất hiện trên tiền tuyến ở Ukraine. Chúng đã giúp cho Kiev gia tăng sức mạnh quân sự đối phó với thế áp đảo của Nga. Tuy nhiên, các đoạn video cũng cho thấy các xe tăng này bị hỏng, bốc cháy sau khi chúng hỏa lực của đối phương. Tháng 6 năm 2023, hình ảnh tiền tuyến cho thấy dàn xe Leopard 2 của Ukraine nằm la liệt trên bãi mìn khi bắt đầu cuộc phản công trên diện rộng. Ukraine mất khoảng 10 chiếc loại này sau vài tuần phản công và gần như không giành lại đứa. Mùa thu năm ngoái, Nga là nước đầu tiên phá hủy xe tăng Challenger 2 của Anh trong chiến đấu. Đây là lần đầu tiên mẫu xe được mệnh danh là huyền thoại bất khả chiến bại, bị phá hủy khi tác chiến sau 30 năm vào biên chế chính thức. Cuối tháng trước, quân đội Nga phá hủy xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams. Sergei Chemezov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga, nhận định huyền thoại về tính bất khả xâm phạm của Abrams đã bị phá vỡ. Cho tới lúc này, quân đội Ukraine chỉ dùng xe tăng hiện đại của phương Tây, ví dụ như Leopard 2, để làm pháo bắn tầm xa mà không ra chiến trường. Điều này dường như không đúng với tính năng của Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực. Myriad Miller, cựu sĩ quan quân đội Mỹ, từng chỉ huy xe tăng Abrams, nói với Post rằng một lý do khiến những chiếc xe tăng tốt nhất của NATO không hoạt động như mong đợi trong chiến sự Nga-Ukraine là do máy bay không người lái giá rẻ, quá dày đặc. Trên chiến trường, bất cứ khi nào một chiếc xe tăng lao tới gần tiền tuyến, bay máy bay không người lái sẽ ngay lập tức lao vào tấn công nó. Ông Ries Mueller nói, giờ đây một cuộc tấn công cơ động sẽ hút một bầy UAV lao tới. Cuộc tấn công cơ động của thiết giáp ngay lập tức trở thành một cuộc tiêu diệt thảm khốc nhanh chóng mà không cần pháo binh. Trong số 31 chiếc Abrams của Mỹ được gửi tới Ukraine, ít nhất 5 chiếc được cho là đã bị phá hủy sau khi chúng lần đầu ra tiền tuyến vào tháng 2. Ít nhất 3 chiếc bị cháy sau khi bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV tấn công liên tục trong khu vực Abdiqa. Challenger 2 được khen ngợi vì sở hữu súng chính xác cao, uy lực, tấn công mạnh mẽ và có khả năng giành chiến thắng cao nhất nếu đấu tay đôi với các xe tăng khác. Nó được trang bị hệ thống quang học hiện đại, đạn xuyên giáp uranium nghèo, kính ngắm nhiệt, cảm biến gió và máy tính điều khiển hòa lực. Nhưng các vụ đấu giáp lá cà bằng xe tăng tại chiến trường Ukraine rất ít xảy ra. Vì vậy, những trang bị như vậy chỉ khiến Challenger 2 càng thêm cồng cành tại Ukraine mà không giúp ích gì được nhiều. Các nhà vận hành cho biết chiếc xe nặng tới 64 tấn, vượt quá trọng tài của hầu hết cây cầu ở Ukraine. Chiếc xe cũng trở nên dễ xa lầy nếu di chuyển vào khu vực không đủ khô. Leopard 2 có trọng lượng tương tự. Abrams của Mỹ thậm chí còn nặng hơn Challenger 4 tấn. Sự nặng nề của các xe tăng này đã khiến chúng trở nên kém linh động hơn trước các UAV giá rẻ bay làng vàng trên đầu chờ thời cơ tập kích. Điều này khiến những pháo đài tưởng chừng như kiên cố trở nên dễ tổn thương. Simon Johnson, cựu quân nhân vận hành thiết giáp người Anh, nói với Kyiv Post, Tôi nghĩ sai lầm mà các nhà lãnh đạo phương Tây đã mắc phải là cho rằng nếu chuyển cho Ukraine một số xe tăng chiến đấu chủ lực NATO, Kyiv sẽ vượt qua được phòng tuyến của Nga. Mặt khác, Ukraine đang phải vận hành kho vũ khí đa dạng hàng đầu thế giới, gây ra áp lực hậu cần khổng lồ cho Kyiv. Các xe tăng phương Tây tới Ukraine phải kéo theo hàng loạt những nhiệm vụ đi kèm như vận hành, sửa chữa, bảo trì nhiều loại vũ khí và phương tiện đòi hỏi thời gian để huấn luyện vận hành tính bằng nhiều tháng hoặc bằng năm. Binh sĩ Ukraine có thể điều khiển được xe tăng nhưng có đạt hiệu quả cao nhất được hay không là điều khó đánh giá. Trong bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiền tuyến trên trang Ukraine Farm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Hariliuk cho biết, trong 77 ngày đầu tiên của năm 2024, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tới 3.500 quả bom gắn với thiết bị dẫn đường UMPK để tấn công Ukraine. Con số này nhiều gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình, Nga đang ném xuống các mục tiêu của Ukraine 50 quả bom dẫn đường mỗi ngày gây tàn phá nghiêm trọng các phòng tuyến của Kiev. Ông Hadiliuk nhấn mạnh, để phá được ưu thế của Nga trên không, Ukraine sẽ cần có tiêm kích F-16 với tên lửa không đối không tầm xa để bắn rơi các máy bay mang bom của Nga. Hiện thời, tên lửa phòng không của Ukraine đang ở mức cạn kiệt, khiến thách thức họ đối mặt ngày càng gia tăng. Ngoài ra, Thứ trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng Nga đang áp đảo Kiev về số lượng đạn dược. Ông cho biết kể từ đầu năm 2024, lợi thế về hỏa lực pháo binh dọc trên tuyến là 7-1 nghiêng về phía Nga. Quan chức Ukraine cho rằng Nga đã và đang tính toán để có đủ đạn pháo sử dụng cho một cuộc chiến lâu dài và cho rằng Moscow không chỉ nhập đạn dược từ các nhà máy trong nước. Ông nghi ngờ Nga đã nhập đạn pháo từ Triều Tiên, cáo buộc mà Moscow và Bình Nhưỡng đều nhiều lần bác bỏ trước đó. Ông cũng cho biết Ukraine đang cần tất cả các nguồn lực cần thiết để đối phó với Nga trong cuộc chiến tiêu hao ví dụ hệ thống phòng không, máy bay, tên lửa tầm xa, đạn pháo, đặc biệt là cỡ nòng 155mm và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Theo ông, vấn đề của khối phương Tây là trong nhiều năm qua, họ chưa có sự chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài giống như Nga. Vì vậy, khi chiến sự nổ ra, Nga có thể tăng tốc sản xuất vũ khí, trong khi phương Tây chưa thể đẩy nhanh tốc độ dây chuyền sản xuất, bắt kịp với tốc độ của Nga. Nga vào ngày 19 tháng 3 thông báo quân đội nước này tiếp tục đạt được đà tiến ở Ukraine, giành được làng Olipka ở khu vực Abdipka ở mặt trận miền Đông. Thiếu nghiêm trọng vũ khí do viện trợ nhỏ giọt từ phương Tây, Ukraine đang phải gồng mình để đối phó với các mũi tiến công ồ ạt của Nga. Sau khi Abdipka thất thủ hồi tháng trước, quân đội Ukraine buộc phải rút lui về các tuyến phòng thủ dọc theo Tonenke, Berdychai và Olipka. Tuy nhiên, Ukraine đang phải đối mặt với một đối thủ có tiềm lực quân sự dồi dào và khả năng sản xuất vũ khí mạnh mẽ như Nga. Nga tận dụng thời điểm đối thủ đang thiếu thốn vũ khí để đẩy mạnh các cuộc tấn công trên toàn tuyến, đặc biệt là ở khu vực Abdiivka, nơi thành trì kiên cố nhất của đối phương đã bị sụp đổ và các phòng tuyến ở khu vực lân cận tương đối sơ sài. Trong vài tuần qua, Nga đã giành được thêm một số vùng lãnh thổ từ Ukraine. Trong nhiều tháng qua, Ukraine nhiều lần kêu gọi các đồng minh tăng tốc viện trợ, tuy nhiên họ chưa nhận được các vũ khí cần thiết như kỳ vọng. Tại Mỹ, mâu thuẫn nội bộ giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa khiến đề xuất viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ tiếp tục mắc kẹt ở cơ quan lập pháp. Ngoài ra, khối phương Tây vẫn chưa tăng tốc sản xuất vũ khí bắt kịp với tốc độ tiêu hao của cuộc chiến, dẫn tới các điểm nghẽn trong việc hỗ trợ giúp Ukraine duy trì tiềm lực quân sự. Mặt khác, theo AFP, Ukraine và các nhóm vũ trang thân Kiev trong thời gian qua đã tăng cường tấn công xuyên biên giới vào Nga, dường như trong một nỗ lực buộc Nga phải tái cơ cấu lại lực lượng tinh nhuệ trên tiền tuyến về bảo vệ lãnh thổ. Trong tuần qua, các cuộc tấn công này đã khiến 16 người thiệt mạng và làm bị thương gần 100 người ở vùng Belgorod. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết, Nga tuyên bố đã chặn các cuộc tấn công vào vùng biên giới và khiến Ukraine chịu thiệt hại nặng nề. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi những người Nga đang chiến đấu trong các nhóm vũ trang thần Ukraine là kẻ phản bội và chỉ thị cơ quan an ninh Nga định danh cũng như là trừng phạt những người này. Báo chí Nga hôm thứ Ba ngày 19 tháng 3 xác nhận rằng Điện Kremlin đã thay thế người đứng đầu hải quân nước này sau một loạt các cuộc tấn công thành công của Ukraine vào hạm đội biển đen của nước này. Đô đốc Alexander Mosayev lần đầu tiên được giới thiệu chính thức với tư cách là quyền tổng tư lệnh hải quân Nga trong lễ kỷ niệm ngày tàu ngầm ở Kronstadt, một thị trấn và căn cứ hải quân trên đảo Kotlin, ngay phía tây Saint Petersburg, theo hãng thông tấn Nga TASS, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1962 tại Boskoje, vùng Kaliningrad, Mosheyev đã phục vụ nhiều năm trong các tàu ngầm hạt nhân của hạm đội phương Bắc, từ kỹ sư nhóm tác chiến đến chỉ huy tàu ngầm tên lửa và chỉ huy lực lượng tàu ngầm theo Bộ Quốc phòng Nga. Năm 2011, Moiseyev đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng thể hiện trong nhiệm vụ. Theo bộ, ông cũng đã được trao tặng hai huân chương dũng cảm và một số giải thưởng huy chương khác. Theo TASS, Moiseyev thay thế đô đốc Nikolai Yevmenov. Tương lai của ông là chủ đề được đồn đoán trong nhiều tuần do Nga liên tục bị tổn thất ở Biển Đen. Ukraine tuyên bố hồi tháng trước rằng họ đã vô hiệu hóa một phần ba hạm đội biển đen của Nga trong các cuộc tấn công có sự tham gia nhiều nhất của xuồng không người lái. Các loạt tấn công này nhằm mục đích là cô lập bán đảo Crimea khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc duy trì các hoạt động quân sự ở đó và trên đất liền Ukraine. Việc đẩy lùi hạm đội Nga cũng cho phép Kiev mở hành lang hàng hải để xuất khẩu ngũ cốc và các mặt hàng khác ra thị trường toàn cầu nhưng những tổn thất đó đã khiến Điện Kremlin phải tăng gấp đôi nỗ lực củng cố hạm đội Biển Đen. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thừa nhận rằng Ukraine đã lợi dụng một cách có hiệu quả những điểm yếu của hạm đội Biển Đen. Theo một tuyên bố từ bộ, Shoigu đã ra lệnh cho Hải quân Nga tăng cường hỏa lực cho các tàu chiến để chống lại máy bay không người lái của Ukraine và huấn luyện nhân viên cả ngày lẫn đêm. Không rõ chính xác, ông Moiseyev được bổ nhiệm thay thế ông Yevmenov từ khi nào. Phát biểu được đưa ra khi ông Austin chủ trì cuộc họp hàng tháng của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, gọi tắt là UDCG, tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, cùng với khoảng 50 đồng minh đang hỗ trợ Ukraine. Ông Austin nói trong cuộc gặp báo chí vào ngày 19 tháng 3, hiện nay sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ đang gặp nguy hiểm. Ông nói thêm, hôm nay tôi rời khỏi đây với quyết tâm tiếp tục duy trì sự hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ, và đó là vấn đề sống còn và chủ quyền đối với Ukraine, cũng là vấn đề danh dự và an ninh đối với Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không cho biết Washington sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào trong bối cảnh gói viện trợ bổ sung mà Nhà Trắng đề xuất vẫn bị chặn ở Hạ viện. Tình trạng thiếu tiền và vũ khí đang ảnh hưởng đến tình hình chiến trường Ukraine khi lực lượng Nga đang đẩy mạnh tấn công, trong khi quân đội Ukraine vất vả xoay sở với nguồn lực hạn chế cũng trong ngày 19 tháng 3, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không. Cho biết, Nga đã phóng 130 tên lửa, hơn 320 máy bay không người lái tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường trong tháng này. Trong phát biểu bằng video hàng đêm, ông Zelensky cho biết, phòng không vẫn là mối quan tâm chính của Ukraine và cảm ơn những người tham gia cuộc họp đã hỗ trợ Kyiv thực hiện ưu tiên này. Sau khi dự họp, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Dustin Omerov viết trên Telegram rằng những người tham gia đã thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm giúp đỡ Ukraine. Lực lượng của chúng tôi đang rất cần đạn dược, đạn sẽ được chuyển giao. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cho biết sẽ gửi 300 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng đây chỉ là gói bất thường, có được từ việc tiết kiệm chi phí thực hiện các hợp đồng của Lầu Năm Góc. Các chuyên gia cho rằng ông Austin sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi ở châu Âu. Tashel Rizzo, là thành viên cấp cao tại trung tâm châu Âu của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, đánh giá việc các nhà lãnh đạo Mỹ tới châu Âu ngày càng trở nên khó khăn hơn để truyền tải thông điệp rằng Mỹ cam kết với Ukraine về lâu dài. Ông nói thông điệp về cam kết tài chính, quân sự, kinh tế lâu dài này đi ngược lại với thực tế những gì đang diễn ra trên đồi Capitol. Tại cuộc họp báo chung ở Berlin cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Kênh Thibad đưa tin, lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía tây Aplipka và giành được những thắng lợi mới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, làng Olipka đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Moscow. Việc giải tỏa khu định cư ít nhất đã hoàn thành vào sáng ngày 17 tháng 3, nhưng tới ngày 19 tháng 3, họ mới ra tuyên bố chính thức. Việc chậm công bố là do Ukraine liên tục tổ chức phản công, cố gắng chiếm lại ngôi làng. Chỉ khi củng cố vững các vị trí đã kiểm soát và chắc chắn tới 200% thì Bộ Quốc phòng Nga mới chính thức xác nhận. Các trận chiến ở Berdychai và Tonenke gần đó vẫn đang tiếp diễn ác liệt. Với chiến thuật tiền bom, hậu pháo, Nga đang dáng những đòn hỏa lực sấm xét vào hệ thống công sự, cứ điểm phòng thủ nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu cả về vật chất cũng như tinh thần của binh sĩ Ukraine, tạo điều kiện cho bộ binh tấn công dứt điểm. Trong vài ngày tới, chiến sự ở phía tây Adipka sẽ tiếp tục căng thẳng do cả hai bên tăng cường lực lượng dự bị cho các trận chiến đấu quan trọng tại khu vực này. Kênh SGS cho biết, sau khi kiểm soát hoàn toàn Olipka, lực lượng Moscow tiếp tục đẩy lùi đối phương, nhưng bước tiến của họ không thể gọi là nhanh chóng. Thứ nhất, điều này là do sự phản kháng quyết liệt của Ukraine trong khu vực này, và thứ hai là do hành động của lãnh đạo quân đội Nga, những người đang cố gắng bảo toàn binh sĩ, tránh các cuộc tấn công trực diện nếu có thể. Kênh Aiden cho biết, có tin lực lượng Kiev đã rút chạy về phía tây Tonenke, quân đội Nga dồn đội hình lên sát con sông. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một thắng lợi quan trọng của lực lượng Moscow trong hành trình phá vỡ tuyến phòng ngữ lâm thời của đối phương ở phía tây Avdipka. Kênh Diba đưa tin, tại khu vực Bắc Mớt, Ukraine tiến hành trinh sát dọc tuyến Tadolovka, Odekove và Vasilivka nhưng bị đẩy lùi. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực Bogdanovka và Ivanovskiy. Theo hướng Donetsk, lực lượng Kiev đã gần như đánh bật hoàn toàn quân Nga ra khỏi Krasnohorivka. Tuy nhiên, lực lượng Moscow vẫn đang giữ vững bàn đạp ở ngoại ô phía nam thành phố. Các khu vực khác của mặt trận, tình hình vẫn ổn định. Cả hai bên đang tiến hành trinh sát lẫn nhau và đấu pháo, đôi khi kiểm tra sức mạnh phòng thủ bằng các nhóm tấn công nhỏ. Trong khi đó, Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào quần chúng Zaporizhia, nói với AIA Novosti rằng quân đội Nga đã cải thiện các vị trí của họ ở trung tâm làng Tobotino trên tiền tuyến Zaporizhia. Giao tranh ác liệt tiếp tục. Kênh Rizervo cho biết lực lượng Moscow đã đẩy lùi quân Ukraine ra khá xa khỏi vơ bầu, khiến thành quả chiến dịch phản công hè thu năm ngoái của đối phương gần như bị xóa sổ. Theo kênh Tiba, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực biên giới của vùng Benkodot, cùng với đó là pháo kích vào Benkodot và khu vực xung quanh. Các nhóm vũ trang thân Ukraine vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tấn công, mặc dù đã phần nào giảm bớt hoạt động. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 19 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 67 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra. Tổng cộng, đối phương đã thực hiện 3 đợt tấn công bằng tên lửa và sau 2 đợt không kích, tiến hành 64 đợt pháo kích. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay chiến đấu Ukraine đã tiến hành không kích vào 6 khu vực tập trung nhân lực vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã tấn công hai kho đạn dược và một thiết bị tác chiến điện tử của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdivka, Novopavlos, ở Marinka, Odekov và Kherson. Radio Liberty đưa tin, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Trudeau cho biết, với chậm trễ trong viện trợ của Mỹ cho Ukraine khiến rủi ro đang gia tăng hàng ngày. Ông nói tất nhiên sự chậm trễ trong việc chuyển giao viện trợ tiếp tục khiến Ukraine gặp rủi ro ngày càng tăng chúng tôi hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình cũng như tầm quan trọng và cấp bách của nhu cầu về đạn dược và các khả năng khác. Và vì vậy, một lần nữa chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với quốc hội của mình. Rủi ro đang tăng lên mỗi ngày. Ông Tider lưu ý rằng trong cuộc chiến đấu với Nga, người Ukraine đã thể hiện mình là những chiến binh vô cùng dũng cảm và sáng tạo. Ông nói thêm rằng lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục chấn giữ hầu hết chiến tuyến, mặc dù quân Nga đã đạt được một số thành công dần dần chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ Ukraine và đảm bảo rằng nga không thể giành thêm lãnh thổ và sau đó tôi hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ thấy Ukraine sẽ đòi lại lãnh thổ của mình. Ukrainianform đưa tin trong cuộc họp báo ở Ottawa, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Ben Blair cho biết nước này và các đối tác khác có thể mua máy bay không người lái do Ukraine sản xuất để phục vụ nhu cầu phòng thủ của chính họ quan chức Canada cho biết, trong chuyến thăm Kyiv vào tháng 2, ông đã thảo luận với bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamyshin về kinh nghiệm của Ukraine trong việc sử dụng UAV trên chiến trường cũng như những tiến bộ trong sản xuất. Ông nói: "Chúng tôi đã thảo luận về các cơ hội hợp tác và thậm chí có khả năng các đồng minh NATO, bao gồm cả Canada, có thể đầu tư vào việc mua UAV sản xuất tại Ukraine. Đối với tôi, đây là một cơ hội rất thực tế. Theo ông, không ai biết rõ hơn người Ukraine về cách chống lại người Nga." Ông Blair kết luận, trên tinh thần hợp tác, chúng tôi sẽ làm việc với người Ukraine và hỗ trợ hoạt động sản xuất của chính họ. Tuy nhiên, điều này thực sự mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong liên minh, bao gồm cả Canada. European Pravda đưa tin, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael tuyên bố, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu sắp tới sẽ là cơ hội để tăng cường và đẩy nhanh các nỗ lực cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói mục tiêu chính của chúng tôi là nhanh chóng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cũng như nhanh chóng mua và vận chuyển đạn dược cho Ukraine, sử dụng các sáng kiến mới nhất như sáng kiến của Jack. Ông Michael cho biết các nhà lãnh đạo cũng nên thảo luận về việc đưa nền kinh tế châu Âu thích ứng với thực tế chiến tranh. Ông nói EU phải đối mặt với thách thức an ninh lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai và phải tăng cường đầu tư vào quốc phòng. Michael viết, điều này có nghĩa là chi tiêu nhiều hơn và mua sắm nhiều hơn, do đó hiệu quả hơn. Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ tập trung vào cuộc xung đột và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang rình rập ở giải Gaza. Tuy nhiên, các nước EU không có quan điểm chung về khả năng ngừng bắn. Một số kêu gọi Israel chấm dứt ngay các hoạt động thù địch, trong khi số khác ủng hộ nỗ lực của Israel nhằm loại bỏ phong trào cực đoan Hamas. Ukrainska đưa tin trong bài phát biểu vào tối ngày 19 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ghi nhận các cuộc tấn công của Nga vào vùng biên giới Sumy. Chỉ tính từ đầu tháng 3, máy bay Nga đã thả gần 200 quả bom có điều khiển xuống vùng này. Ông nói từ đầu tháng 3 cho tới hôm nay, không quân Nga đã thả gần 200 quả bom xuống các khu định cư ở vùng Sumy, xuyên qua các làng mạc, qua các thành phố, qua cơ sở hạ tầng dân sự. Nhu cầu rõ ràng đối với Ukraine là tăng cường phòng không để ngăn chặn các cuộc tấn công này. Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp về công tác quốc tế vào tháng 3 và tháng 4. Một số thỏa thuận an ninh mới với các đối tác đang được chuẩn bị ký kết. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã tuyên bố, Nga có thể sớm có tiềm năng quân sự đến mức có thể tấn công NATO sớm nhất là vào năm 2026, 2027. Tổng thống Ba Lan bảo vệ đề xuất gần đây của ông về việc tăng ngưỡng chi tiêu quốc phòng bắt buộc của NATO từ 2% lên 3% GDP. Tổng thống Ba Lan nói, theo quan điểm của tôi, đây là vấn đề bình thường. Các báo cáo mới đang xuất hiện và gần đây tôi đã thấy một báo cáo của các chuyên gia Đức. Theo đó, có lẽ vào đầu năm 2026 và 2027, ông Putin sau khi chuyển nền kinh tế của mình sang nền tảng quân sự sẽ có tiềm năng quân sự như vậy, rằng ông ấy có thể tấn công NATO. Ông nói thêm, chuông báo động đang vang lên, vẫn còn 2 đến 3 năm nữa. Trong thời gian đó, chúng ta cần tăng cường nỗ lực, dự trữ đạn dược, sản xuất vũ khí, tăng cường khả năng an ninh của châu Âu và chuẩn bị cho một cuộc xung đột để ngăn ngừa sao cho điều này không xảy ra. Ông cũng kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cảnh báo nếu Nga không dừng lại ở Ukraine, cái giá phải trả cho việc làm đó sau này sẽ tăng mạnh. Ông Duda nói sự gây hấn này của Nga phải được ngăn chặn bằng mọi giá. Nếu không ngăn chặn, nó sẽ lan rộng và khi đó tôi sợ tiền Mỹ không đủ để ngăn chặn Nga. Quân Mỹ sẽ phải can thiệp và điều đó là không ai muốn. Trong những tuần gần đây, một số nước NATO ở châu Âu đã cảnh báo về nguy cơ Nga gây hấn trong thời gian tới. Ví dụ, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết vào tháng 1 rằng liên minh phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Nga vào một quốc gia NATO trong vòng 5-8 năm tới. Kajib Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vào ngày 19 tháng 3 đã công bố gói viện trợ mới trị giá 500 triệu euro, tương đương khoảng 540 triệu đô la Mỹ, tại cuộc họp của nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là UDCG, ở Ramstein của Đức. Hội nghị diễn ra vào thời điểm bấp bênh đối với Ukraine và các đồng minh khi Nga tăng cường áp lực dọc mặt trận và khoản viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ, một nhà tài trợ quân sự quan trọng, vẫn bị đình trệ do tranh cãi tại Quốc hội. Ông Pistorius nói với các phóng viên rằng, gói hàng mới của Đức bao gồm 10.000 quả đạn pháo từ kho quân sự cũng như 100 xe bọc thép cho bộ binh và 100 xe hậu cần. Ông lưu ý, chúng tôi tiếp tục cung cấp phụ tùng thay thế cho các hệ thống đã được chuyển giao và số lượng lớn vật tư y tế. Theo bộ trưởng, Đức cũng sẽ tài trợ cho việc mua 180.000 quả đạn pháo thông qua sáng kiến do Sắc dẫn đầu nhằm cung cấp đạn dược cho Ukraine. Ông cho biết thêm, về giao nhận hàng sẽ diễn ra dần dần và bắt đầu vào mùa hè này. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, trong cuộc gặp Damsen, ông đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine, Rostem Umerov, để thảo luận về nhu cầu của Kiev, cụ thể là đạn dược, phòng không và xe bọc thép chở quân. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kien, Đức đã cung cấp cho Ukraina khoản hỗ trợ quân sự 17,7 tỷ euro, tương đương khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, tính tới tháng 1, trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai sau Mỹ. Đức và Ukraine đã ký một thỏa thuận song phương dài hạn vào tháng 2. Theo đó, Berlin cam kết cung cấp cho Kiev khoản hỗ trợ quân sự trị giá 7 tỷ euro, tương đương 7,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024.